Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 5 tháng 5 cho biết, số ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 của Ấn Độ chiếm tới gần 50% tổng số ca COVID-19 mới của toàn cầu trong tuần qua, trong khi 1/4 số trường hợp tử vong vì COVID-19 trên thế giới trong 7 ngày qua là tại Ấn Độ. Báo cáo dịch tễ học hàng tuần của WHO cho biết, trong tuần qua, Ấn Độ chiếm 46% số ca dương tính mới với virus SARS-CoV-2 của thế giới và 25% số người tử vong vì COVID-19 là tại quốc gia Nam Á này. Báo cáo được đưa ra trong ngày Ấn Độ ghi nhận hơn 382.000 ca mắc COVID-19 mới và 3.780 người chết vì dịch bệnh này trong vòng 24 giờ. Như vậy, Ấn Độ đã trải qua ngày thứ 14 liên tiếp có số ca dương tính được báo cáo trên 300.000. Làn sóng bùng phát COVID-19 thứ hai ở Ấn Độ vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, tiếp tục khiến hệ thống y tế nước này ở trong tình trạng khủng hoảng kéo dài. Các bệnh viện hết giường điều trị cho bệnh nhân COVID-19, trong khi lượng oxy y tế không đủ để đáp ứng nhu cầu chữa trị khẩn cấp. Chúng tôi đang sử dụng những nguồn lực với khả năng tốt nhất, sử dụng tất cả những gì chúng tôi có vào lúc này, từ mức cơ bản đến mức cao nhất, ai cũng làm việc cả ngày lẫn đêm. Hiện tại, chính phủ Ấn Độ đang nỗ lực để sản xuất và phân phối khẩn cấp oxy y tế tới các bang đang chịu thiệt hại nặng vì dịch. Hơn 25 đoàn tàu hàng chở các bồn chứa oxy đang giúp phân phối mặt hàng thiết yếu tới các địa phương trên toàn lãnh thổ Ấn Độ. Trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát ngoài tầm kiểm soát, chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 của Ấn Độ tiếp tục giảm tốc do thiếu nguồn cung và gặp vấn đề về phân phối. Ít nhất 3 bang, trong đó có bang Maharashtra, nơi có thành phố Mumbai, thủ phủ tài chính của Ấn Độ, đã phải đóng cửa nhiều trung tâm tiêm chủng vì khan hiếm vaccine. Số liệu của Hội đồng Nghiên cứu Y học Ấn Độ còn cho biết, số xét nghiệm COVID-19 trong ngày 5 tháng 5 tại nước này là 1,5 triệu, giảm so với mức cao nhất là 1,95 triệu vào ngày 1 tháng 5. Bệnh viện của chúng tôi hiện có khoảng 300 giường, hơn 200 trong số đó đang dùng điều trị cho bệnh nhân, nhưng chúng tôi không thể tiếp nhận thêm người với số giường còn lại, chủ yếu vì chúng tôi đang thiếu oxy trầm trọng. Chuyên gia K. Vijay Raghavan, cố vấn khoa học chính của chính phủ Ấn Độ nhận định, làn sóng COVID-19 thứ ba tại Ấn Độ sẽ là điều không tránh khỏi, dù chưa ai có thể dự báo được thời điểm nó xảy ra. Theo chính phủ Ấn Độ, hiện vẫn có 24 bang và vùng lãnh thổ liên bang ở nước này có tỷ lệ dương tính với SARS-CoV-2 ở trên mức 15%. Để chuẩn bị cho tình huống này trong tương lai, chuyên gia Raghavan cho biết cần phải cập nhật vaccine COVID-19 để đối phó với các chủng và đột biến mới của virus SARS-CoV-2. Tới ngày 6 tháng 5, tổng số ca mắc COVID-19 tại Ấn Độ kể từ khi dịch bệnh bùng phát đã là hơn 21 triệu người. Điều đó có nghĩa đất nước này có thêm 10 triệu ca nhiễm chỉ trong vòng hơn 4 tháng qua, trong khi phải mất 10 tháng trước đó để ghi nhận con số tương tự.